Xin chào tất cả anh chị và các bạn, xin chào các bác, các cô, các dì, các chú. Tên tôi là Phan Anh. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video tiếp theo. Và trong video này thì tôi sẽ nói về chiến lược giá. Cái từ chiến lược ấy, thì nó nghe nó rất là to lớn đối với các bác nông dân, đối với các bà con, đúng không? Thì chúng ta cứ hiểu chiến lược tức là mình lập một cái kế hoạch nó dài hạn một chút. Và chiến lược giá tức là cách mà chúng ta làm giá, cách mà chúng ta tính giá, cách mà chúng ta định giá để chúng ta bán. Thế thì lời khuyên đầu tiên là chúng ta nên làm giá tương ứng, tương xứng với cái chất lượng hàng hóa. Hàng hóa chất lượng cao thì bán giá cao cho tôi, không việc gì phải bán rẻ cả. Hàng hóa chất lượng thấp thì mình bán giá thấp, đúng không ạ? Quan điểm của tôi là chất lượng và giá cả là phải song song với nhau, phải phù hợp với nhau. Đấy, chứ mình làm hàng kém mình không được bán giá cao, mà mình đã làm hàng giá cao thì mình phải hàng chất lượng. Còn tất nhiên chất lượng cao mà giá thấp thì lại càng tuyệt vời, đúng không ạ? Khách hàng thì luôn luôn muốn điều đó. Đấy, chúng ta không phải nhớ rằng là rẻ là tốt, mà phải là phù hợp, thích ứng là tốt, và thị trường đáp ứng được thị trường nhá. Bởi vì có những người giàu có họ sẽ không mua đồ rẻ, họ sẽ không mua đồ rẻ, các bạn nhớ nhé. Ví dụ như các bạn bán một cái khoai thông thường 5.000 một cân, họ không mua. Họ sẵn sàng mua 50.000 một cân khoai là khoai Nhật, khoai organic, khoai tốt cho sức khỏe. Bởi vì người giàu họ có nhiều tiền. Các anh chị các bạn thấy đấy, họ có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ thì họ sẽ không mua những cái sản phẩm như vậy. Thế thì các anh chị bảo là tôi bán làm sao được cho những người như vậy, họ những người vậy họ không ăn khoai. Không. Phụ nữ hiện nay rất nhiều người là người ta ăn khoai, uống nước chanh để thanh lọc cơ thể, hoặc là uống cái trà hoa quả khô thanh lọc cơ thể. Đấy, cho chúng ta hiểu thị trường, chúng ta bán cho những tập khách hàng khác nhau, ok. Lời khuyên số 2 là chọn những tập khách hàng khác nhau để phục vụ. Mỗi một tập sẽ có một nhu cầu. Người nghèo nhu cầu no bụng, người giàu nhu cầu là ăn kiêng tốt cho sức khỏe. Ngày xưa người ta nói là gì ạ? Ăn no mặc ấm. Chỉ cần no cái bụng, ấm cái người là sướng rồi. Ngày xưa khó khăn, không có quần áo, không có thức ăn mà ăn. Nhưng bây giờ người ta nói là gì? Ăn ngon mặc đẹp. Đấy, ăn bây giờ phải ăn ngon mặc đẹp. Thế nhưng mà cái giới nhà giàu, giới nghệ sĩ, rồi những người có nhiều tiền thì người ta lại ăn kiêng mặc mốt. Để mặc đẹp chưa đủ, phải mặc những hàng rất là cao cấp, đúng không ạ? Ăn phải ăn kiêng, tức là gì? Ăn nhiều cũng chết, mà bây giờ ăn phải rất là tinh hoa, tinh túy. Thế thì ba câu nói đấy thể hiện cho ba tập khách hàng, thể hiện cho ba cái thời kỳ, thể hiện cho ba cái phong cách tiêu dùng. Và mình là người có thể đáp ứng cả ba tiêu chuẩn đó, hoặc là đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó, thấp, vừa và cao, đúng không? Nguyên tắc là thấp thì chúng ta sẽ bán được số lượng lớn, vừa ít hơn một chút, và cao thì rất ít. Thế nhưng mà chúng ta bán thấp thì biên lợi nhuận nó lại phải mỏng. Bán thấp làm sao mà bán biên độ lợi nhuận cao được, mà bán cao thì biên độ lợi nhuận nó phải cao, bởi vì mình bán số lượng ít, nhớ nhá. Lời khuyên số 3 là nên đa dạng hóa mức giá. Nên đa dạng hóa mức giá bằng cách là thay đổi bao bì, thay đổi tên họ, thay đổi mẫu mã, rồi thì thay đổi chất lượng, thay đổi kiểu cách, thay đổi quy cách để chúng ta làm sản phẩm, đúng không? Đấy. Thế rồi thì chúng ta có thể là đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chế biến, rồi thì công nghệ đưa vào bao bì nhãn mác rất là tốt. Chúng ta thiết kế bộ nhận diện thương hiệu rất là chuẩn, chuyên nghiệp. Tôi lấy một cái ví dụ như là cái hãng nước mắm Tín, thì tôi không biết là họ có bán được hay không, nhưng mà tôi rất là thích cái phong cách của họ. Họ đóng một cái chai nước mắm trong một cái chai bằng sứ làm thủ công rất là đẹp, và họ chạy quảng cáo đến tôi, họ bán khoảng 1 triệu một chai nước mắm. Tôi không bàn về cái chuyện là họ có bán được hay không nhá. Nhưng tôi thích cái phong cách là họ thiết kế, họ làm sản phẩm rất khác biệt. Và họ có thể bán được cho một số những người giàu đấy ạ. Và lợi nhuận trên một chai nước mắm như vậy rất là cao. 1 triệu một chai nước mắm. Họ làm giống Johnny Walker, đúng như lời tôi nói. Các bạn nên bắt chước, đúng không ạ? Các cái đồ uống cứ làm giống bọn Tây nó làm. Các đồ ăn cũng làm giống bọn Tây nó làm. Càng đơn giản, càng dễ, càng sang trọng, càng ngon. Đấy, các bạn thấy đấy. Thực phẩm, rồi thì đồ ăn, đồ uống là thực ra là mình đi sau các nước rất là nhiều. Mình cứ bắt chước họ làm. Và chúng ta, về mặt chi phí, thì chúng ta luôn luôn cố gắng tìm cách tiết kiệm những khoản chi phí. Chúng ta nhớ rằng tiết kiệm những khoản chi phí chứ không phải là kiệt sỉ, không phải là chúng ta cắt giảm chất lượng.
Ví dụ như là chúng ta luôn luôn tìm ra cách là để tiết kiệm được chi phí hơn mà vẫn giữ được chất lượng, hoặc là tăng cái chi phí lên mà tăng được chất lượng. Đấy, nhiều người là gì? Ví dụ như là tôi nói ví dụ như là cái cây nó cần ăn, thì chúng ta tiết kiệm chi phí bằng cách là chúng ta bón cái loại phân hóa học, chúng ta bón những cái loại phân mà không tốt cho đất và gây ảnh hưởng đến đến cây. Thế thì chúng ta được một vụ này tiết kiệm, vụ sau chúng ta bón rồi. Thế nhưng mà tôi biết là bà con nông dân là bảo là gì? Bây giờ tôi không biết được là năm nay tôi có bị mất mùa hay không, tôi bón phân đắp tiền vào thì tôi thua lỗ vì giá không bán được. À, hãy yên tâm, làm theo cách của thầy Phan Anh là mọi thứ đều công khai, minh bạch, khoa học, công nghệ nhá. Tôi sẽ nói một cái bài về công nghệ chúng ta áp dụng và chúng ta sẽ bán được giá cao. Đấy, phân nó phải tốt cho đất, nó phải an toàn, trồng nó phải tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật, thậm chí là khoa học kỹ thuật của nước ngoài chúng ta phải đưa vào, được không ạ? Chúng ta phải nghiên cứu mức giá của thị trường phổ biến là bao nhiêu, chúng ta định giá cao hơn 500, 1.000 như thế nào, hay 200, 300 đồng con như thế nào. Chúng ta làm ăn phải uy tín, phải thương hiệu, không được là dịch cái là lên giá, không dịch cái là xuống giá. Chúng ta lúc nào cũng phải đảm bảo được việc đấy thì chúng ta mới trở thành một cái người uy tín, đúng không? Rồi chúng ta phải tính toán tất cả các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, lương nhân sự, rồi thì rủi ro vân vân, vốn vay, tính hết vào. Và sau đó chúng ta tính chi phí và chúng ta tính ra cái đơn giá bán, được chưa ạ? Chúng ta có bốn cái chiến lược định giá như sau, bốn cái cách định giá như sau. Cách thứ nhất là chiến lược định giá dựa trên chi phí, tức là cộng tất cả các khoản chi phí vào. Mở giấy ra, viết cho tôi các khoản chi phí. À, con giống này, à, rồi thì phân bón này, rồi thì công chăn nuôi này, à, rồi công chăm sóc này, bới cỏ này, hay là chuồng trại này, hay là thức ăn này, hay là vệ sinh này, vân vân, điện nước, cộng vào. Chia 30 ngày, chia 12 tháng, 30 ngày trên tháng, 12 tháng trên năm sẽ ra được tổng chi phí. Chia cho sản lượng đầu sản phẩm sẽ ra được đầu sản phẩm, cộng giá vào tiền vay, tiền lãi vân vân, đấy chính là giá bán. Thế nhưng mà mình cộng rất nhiều thứ vào, giá nó cao quá không làm được thì phải coi chừng. Hiểu vấn đề không ạ? Đấy, thế nên là mình phải làm tính được chi phí nhưng phải rẻ. Vì vậy mình phải tăng được sản lượng lên hoặc là tăng được chất lượng cao lên, khác biệt lên thì mình có biên độ lợi nhuận cao, mình định giá cao được thì mình mới thành công được. Cái cách làm giá thứ hai là dựa trên những cái giá trị đem lại cho khách hàng. Giá trị đem lại cho khách hàng càng nhiều càng cao thì chúng ta sẽ bán được giá cao, đúng không? Ví dụ quay lại với câu chuyện là hoa quả, một cái gói hoa quả nhập khẩu rất đẹp, bán 3 triệu một cái lãng hoa quả 2-3 cân như vậy, rất đẹp, người ta mua. Hay một chai nước mắm để trong một cái bình sứ, nghệ nhân A, nghệ nhân B của làng gốm XYZ làm, thửa riêng, rồi thì long phụng, rồi vân vân. Hay là Tết năm nay là Tết con chuột, thì tôi rất là thích, tôi mua một cái lít rượu nó đắm trong một hình con chuột. Đây là một ý tưởng tôi rất là thích. Nếu cái lít rượu đấy đóng vào cái chai 60, 65 hoặc là đánh vào cái chai thủy tinh rất là bình thường, thậm chí bạn không có tên tuổi, nhưng bạn đóng nó vào hình con chuột, nó là một, người ta thổi cái thủy tinh hình con chuột rất là đẹp nha, rượu chuột của Nga, họ bán 2 triệu một chai đấy. Nhưng mà thực sự sản phẩm là khác biệt, đúng không ạ? Người ta mua được cái cảm giác năm nay năm con chuột. Đấy, thì tôi muốn khuyên các anh chị làm cái điều đó. Bao bì nhãn mác tôi sẽ khuyên, rất nhiều lời khuyên. Rồi thì chiến lược định giá cạnh tranh, à bây giờ mình muốn cạnh tranh phân khúc nào, mình muốn bán được sản lượng là bao nhiêu. Thí dụ mình bán giá cao thì sản lượng sẽ thấp, mình bán giá thấp thì sản lượng sẽ cao. Đấy, vấn đề trả lời cho câu hỏi, chọn sản phẩm phân khúc nào, giá nào, bán cho đối tượng nào, muốn bán được bao nhiêu thị phần. Thí dụ mình thấy đấy, nước mắm công nghiệp bây giờ nó chiếm đến khoảng độ 85% thị phần, trong khi đó nước mắm truyền thống có chiếm được có 15% thị phần thôi. Nếu bạn muốn chiếm được thị phần lớn thì bắt buộc bạn bán nước mắm truyền thống nhưng phải giá rẻ. Thế mà nước mắm truyền thống không thể có giá rẻ thì rõ ràng bạn phải ít thị phần thôi. Thậm chí tôi biết là có những cái xưởng sản xuất một tháng khi bán được mấy chục triệu, 100-200 triệu tiền nước mắm, không bán được. Hay là những nhà vườn cứ đến mùa là đổ đống đổ đụn lên, thua lỗ. Tôi rất là thương xót, bởi vì chúng ta không biết làm thương mại, không biết tạo giá trị gia tăng, không biết cạnh tranh như thế nào, không biết cạnh tranh bằng cái gì.
đúng không ạ? Vâng. Rồi thì chúng ta có thể là có những cái chiến lược độc quyền. Ví dụ như sản phẩm của chúng ta có được công thức bí quyết, kinh nghiệm bí quyết, thì chúng ta cũng đừng vội đi chia sẻ bí quyết vội. Chúng ta áp dụng cho nhà chúng ta làm thành công. Bởi vì cái bí quyết đấy hàng chục năm chúng ta làm chúng ta mới có được. Chúng ta đi chia sẻ thì người ta làm được cái người ta cạnh tranh với mình ngay. Ưu điểm nếu mà mình đi chia sẻ là mình giúp được bà con nông dân khác. Thế nhưng mà họ lại cạnh tranh với chính mình. Thế mà không chia sẻ thì lại thành ra mình là người ích kỷ. Nhưng thực ra xét về góc độ kinh doanh ấy, mình là người làm kinh doanh, nếu mà kinh nghiệm này không phải là do các nhà khoa học mang đến thì chúng ta nên dành riêng những cái bí quyết vào chúng ta. Các bạn thấy đấy, công thức của Coca-Cola đấy người ta có cho ai đâu. Không phải là mình xấu bụng mình không chia sẻ đâu. Đi mà hỏi công thức của Coca-Cola nó cho, đừng hòng nó cho. Ai mà lấy của nó kiện cho thì chết thôi. Bây giờ có một cái bí quyết để trồng được cái cây nó ngọt, nó sai quả. Có một cái bí quyết để nuôi được con lợn nó nạc, nó lại không bệnh, đi cho hết thiên hạ thì chết rồi. Mình không phải là nhà khoa học nhá. Nếu họ là nhà khoa học thì họ sẽ làm cho toàn cầu, toàn thế giới, toàn nhân loại. Nhưng mình làm kinh doanh cho mình phải độc quyền trước. Sau này mình ăn ngon rồi, ăn đủ rồi, mình cảm thấy phê pha rồi, mình cảm thấy là cuộc sống của mình ổn định rồi, mình không phải ấy nữa thì mình giúp bằng cách là mình chia sẻ. Chứ mình chia sẻ bây giờ là mình toang ngay đấy. Bà con nông dân người ta có hiểu biết gì đâu, đúng không? Mình trồng người ta cũng trồng, thế là cả làng trồng, cả xã trồng, cả huyện trồng. Khỏi bán, khỏi bán luôn. Xong lại đổ đống đổ đũn, lại giải cứu, lại 500.000, xin lỗi, 500 đồng một cân dưa hấu, lại 300 đồng một cân khoai, 400 đồng một cân rừng riêng mè. Không nên, không nên nhá. Đấy, độc quyền là một chiến lược quan trọng. Mình có những bí quyết, có những công thức mình không dễ dàng gì học được, đừng chia sẻ. Đừng có nghĩ rằng như thế là mình ích kỷ, mà đấy là kinh doanh. Thương trường là chiến trường. Tôi nói các anh chị nghe, Coca-Cola đấy, bảo nó cho công thức đi, đừng hòng nhá. Apple đây này, điện thoại bán đắt lòi tù phà ra à, cái máy tính này của tôi này 50 triệu đây này, công nghệ nó trong tay, bảo nó chia sẻ đi, đừng hòng, đừng hòng nó chia sẻ. Ok chưa, hiểu vấn đề chưa? Mình không ích kỷ, nhưng mình phải hiểu cuộc chiến là như vậy nhá. Thế còn mình học hỏi, mình học hỏi từ các nhà khoa học, từ các internet, từ báo chí, từ trên thế giới, khoa học công nghệ, mà những cái gì người ta đã công bố công khai, ví dụ như là chăm sóc con cá, con lợn, con gà như nào, nó đều là tri thức của nhân loại rồi, mình phải học. Thế nhưng mình học rồi, mình học rất nhiều rồi, nó thành bí quyết của mình, thì mình đừng có đóng quyển mình đi bán. Đi đóng quyển đi bán là toang đấy, là chết đấy nha. Tôi thấy là rất nhiều bà con nông dân là tốt bụng, có ý muốn là giúp người khác nhân rộng mô hình, nhưng nhân rộng mô hình là chết. Nhân rộng mô hình ở một mức độ nào đấy mình phải cam kết, mình phải hợp tác với nhau, mình phải kiểm soát. Bây giờ anh bạn tôi, anh ấy làm lợn rừng, thế thì mọi người thấy mô hình này rất thành công, mọi người đến học. Thế là một trang trại, hai trang trại, n trang trại, 1.000 trang trại lợn rừng, xong bán cho ai? Thế thì như thế mình có phải là mình giúp mình không, mình giúp người ta không? Ai cũng muốn có cái bí quyết đấy, ai cũng mở sản lượng, xong giá lợn rừng nó còn độ 30.000 một cân, nói vui thế, thực tế nó không phải vậy. Thế thì có phải là mình giúp người ta, mình đang giết người ta? Mình chia sẻ nhưng phải có cam kết bảo mật, mình phải kiểm soát được cái phần sản xuất, phải có thương hiệu của mình. Ví dụ bây giờ tôi chia sẻ công thức này cho bạn, bạn phải bán với thương hiệu Phan Anh của tôi. Hợp đồng là 5 năm, 10 năm, phá hợp đồng bị phạt, phải làm như thế, phải chuyên nghiệp. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục là chiến lược định giá phụ thuộc vào kênh bán. Bán buôn vào siêu thị giá khác. Bây giờ bán vào Big C Metro, đúng không? Anh Thăng bạn tôi, anh ấy chuyên bán thủy hải sản vào Big C. Anh ấy lấy từ thuyền bán thẳng vào siêu thị. Qua mỗi mình anh ấy thôi, giá cực rẻ. Thế xong siêu thị đấy cộng giá vào bán lên người tiêu dùng mua. Xong ra chợ đọc cộng thì nguyên tắc là nhập nhiều giá rẻ, nhập ít giá đắt. Qua nhiều cầu thì giá cao. Thế thì mình định giá dựa trên kênh phân phối. Kênh online mình bán trực tiếp đến người tiêu dùng, mình có lời rồi bán có thể rẻ.
kênh mình, người ta mua buôn mình phải bán rẻ, mà mình phải làm sao luôn luôn kiểm soát được giá bán, chứ mình cứ thả nổi giá bán, dịch lên giá lên, thế thì còn nói chuyện chó gì. Các chị hiểu ý tôi không? Đẳng cấp, chất lượng, uy tín và cái khả năng của mình hơn hẳn đối thủ ở chỗ nào. Dịch lên mà giá của mình không lên, dịch xuống mà giá của mình không xuống, thế nó mới là đỉnh. Mai độc dình dịch lên cái này, nhà cung cấp họ gọi cái này, anh ơi lên giá rồi. Thế thì mình làm như thế không được, phải uy tín nó phải hàng đầu. Đấy, vừa rồi dịch khẩu trang, dịch corona, tôi bán khẩu trang, chỗ nào bán đắt cho tôi không nhập. Vì sao? Vì là mình nhập đắt, mình phải bán đắt như thế, người ta không hiểu, người ta lại tưởng mình lợi dụng, mình tăng giá. Mình làm kinh doanh là phải có đạo đức kinh doanh, phải có uy tín, chỗ nào rẻ hợp lý mình nhập. Nói một là một, nói hai là hai, thậm chí nhận phần thiệt về mình. Mình mới có uy tín, mình mới bán được, đúng không? Thế rồi thì mình phải đặt ra cái sản lượng mình mong muốn bán là bao nhiêu, thì lúc đấy mình định giá cho nó phù hợp, rồi mình xây dựng các cái bảng chi phí, đúng không? Viết ra, hoặc là nhờ con cái làm cho, viết giấy hoặc là lập file Excel phần mềm dạng được. Chi phí sản xuất, chi phí chế biến, chi phí nhân công, chi phí vốn vay, chi phí mặt bằng, thuê văn phòng, chi phí khấu hao, chi phí nuôi trồng, kho bãi, tiền vay ngân hàng, lợi nhuận kỳ vọng vân vân, cộng vào để lúc đấy mình tính nhá. Cứ ngồi cộng cộng xong chia cho tháng, chia cho năm thì sẽ ra được cái chi phí. Nếu không biết làm nữa hỏi thầy Phan Anh, gọi cho thầy, gửi mail cho thầy Phan Anh sẽ tư vấn cho. Ok. Rồi, thì đấy là một số những cái lời khuyên về chiến lược giá. Chiến lược giá rất là quan trọng. Định cao thì người ta làm rẻ hơn, mình không bán được. Mà định thấp thì mình không có lời. Đấy, thế thì vấn đề là gì? Sản phẩm và giá bán, rồi cách thức làm nó phải là một cái khối, chứ không phải là một cái sự độc lập với nhau. Bạn bán giá cao thì bạn phải có những chiến lược để bán giá cao, và bạn bán giá thấp phải có chiến lược để bán giá thấp. Cao cũng tốt mà thấp cũng tốt, chứ không phải là cứ bán cao mới là có lời. Cứ sản lượng bán đều, bán đều, bán đều, và bán sản lượng lớn, ổn định là mình sẽ thành công, đúng không ạ? Rồi còn làm thế nào để bán thì có hàng chục kênh, ta sẽ chia sẻ trong cái video khác, các cái kênh phân phối tôi sẽ nói sau, trong video tiếp theo, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn. Và nếu anh chị và các bạn có cái câu hỏi gì, có cái thắc mắc gì, cần trao đổi, cần tư vấn, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Nếu mà tôi biết tôi có thể trả lời ngay, nếu tôi không biết thì tôi có thể học hỏi các anh chị, chúng ta cùng nhau giúp đỡ. Tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online. Rất vui được chia sẻ với anh chị về nội dung này. Xin chào.